Thưa quý vị, Ngoại trưởng Kerry gặp đại diện các tổ chức phi chính phủ ở Moscow. Tin từ Moscow, Ngoại trưởng John Kerry đã gặp đại diện các cơ quan NGO ở Moscow, nhưng họ nói rằng Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ rất mơ hồ. Liên hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đã căng thẳng sau khi Tổng thống Vladimir Putin lên cầm quyền nhiệm kỳ lần thứ ba. Hoa Kỳ lên án Nga đã đàn áp các tổ chức xã hội dân sự. Nga tố cáo Hoa Kỳ có liên hệ với các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry đã tránh né chỉ trích Moscow trong thời gian viếng thăm. Nhà tranh đấu nhân quyền Lev Ponomaryov nói rằng, các đại diện không chỉ nói tới tình trạng thủ tiêu các tổ chức nhân quyền độc lập, sự độc lập các tổ chức NGO, việc đảo chánh hiến pháp Nga và những sự lên án khác. Ông Lev Ponomaryov và bà Lyudmila Alexeyeva đã gặp Ngoại trưởng Kerry tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ trong sáng ngày hôm qua, nói rằng đây là cuộc gặp gỡ truyền thống mỗi khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Moscow, như họ đã gặp Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Ponomaryov nói rằng ngôn ngữ của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ rất trơn tru, như tuyên bố đang có cảm tình, ủng hộ những người đang tranh đấu cho nhân quyền, không từ bỏ những người đang tranh đấu, nhưng kết luận tình trạng là vấn đề nội bộ của Nga. Các nhà tranh đấu nhân quyền của Nga nói rằng những đạo luật mới ban hành đang phá hủy xã hội dân sự Nga. Luật buộc các tổ chức NGO nhận tài trợ từ ngoại quốc phải hoạt động dưới giấy phép cơ quan ngoại quốc là ngôn ngữ thời chiến tranh lạnh dành cho những người bị lên án là thành phần phản quốc. Việc Ngoại trưởng Kerry không chỉ trích Moscow đã làm cho các nhà tranh đấu nhân quyền Nga thất vọng. Họ hy vọng qua chuyến viếng thăm, Ngoại trưởng Kerry sẽ nhấn mạnh về tình trạng nhân quyền ở Nga.